Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với lại series combo độc lạ anh em nhé. Và combo ngày hôm nay mình đang muốn sử dụng đó là M249 với lại một cái scope lớn ấy, anh em ạ. Trời ơi, ui ba tên luôn này. Ui rồi ơi. Gạt trước đã không mất kill ấy. Kìa, đang bắn kìa, đang bắn kìa. Rồi. Bạn đứng chống mặt bắn là bạn chết. Gạt, không kịp gạt rồi. Thôi xong rồi, bị KS kill đấy. Ờ không sao, để mình cứ tìm M249 rồi thêm một cái cốp to nữa. Cốp 6 này. Đây là M249 mình đang định là sẽ cầm với lại cốp 4 ấy, anh em ạ. Bắn M249 cốp 4 mình thấy nó vẫn phê hơn. Cốp 6 thì nó giật lắm. Trước mặt, trước mặt, trước mặt. À, sấy ghê đấy. Spam luôn mà. Kìa nhảy đấy. Ơ đúng rồi, vào đấy ăn bom chết rồi bạn. Ơ lại còn đẩy gần luôn à. Ai à? Được thế nhở, này thì hổ báo à bạn. Có tên phía sau nữa anh em, cho quả lửa này hết bom này. Quả đấy mà còn còn bom là nốc được đấy, còn mỗi sở mốc thôi. À, bị cháy rồi anh em ơi. Đây để mình lấy thêm cây súng nữa, sắp hết đạn rồi cho nên là mình cũng không thể liều được. Đây rồi, ok anh em đấy. À ngoài kia như là con boss đây sao ấy. Rồi xong bạn rồi. Vào trong cái máng đấy lại càng chết này. Trời ơi, ném hơi muộn. Ném sớm một tí là nốc được rồi đấy. Nhưng mà đẩy luôn đi anh em, tên này chắc là yếu ấy. Ui. À lại có tên mới hồi sinh. Ui. Bạn nó tới anh em ạ. À. Chết rồi, giờ làm sao ta? Đẩy hai phía này. Lên đây bạn ơi. Ủa cái gì vậy? Đùa nhau à. Khác team anh em mà đẩy lên như kiểu cùng team ấy. Rồi, tên kia nó lấy khủng long nó chạy rồi. Rồi, chết rồi anh em ơi. À, lại một giây nằm. Rồi, nằm đây làm cái gì? Chết đi. Thanh niên vẫn cố đấy mà nằm và sấy. Ui, nó đến rồi anh em ơi. Chết rồi, mấy tên đây ta. Nguyên 4 tên hơi khó ấy này. Ủa, có mỗi một tên thôi à? Có một tướng chân thôi anh em ạ. Rồi, thanh niên này vào bên trong rồi. À, công lên này. Bạn công lên đây. Nhà này có cái lỗ này hơi bị lợi hại luôn. Mấy tên này, ui, có 3 người anh em ạ. Kia rồi, một tên ngay giữa. Phi thẳng vào luôn. Sấy à, à vẫn né được. Rồi, hai tên ngay chỗ mình, một tên phía sau. Làm gì mà căng, ui, cái chân khủng long mắc. Đấy, có một tên phía sau này, chờ tên phía sau tí nốc. Đây này, đứng đấy mà sấy á bạn, rồi nốc 2 rồi anh em. Gạt đã. Đó, tên còn lại đứng ngay sau cái thùng thì ăn bom chắc rồi anh em. Đúng rồi, cứ spam đi. Chết này. Ui rồi thôi. Ngon luôn anh em ạ. À. 3 mạng. Còn lia luôn rồi. Đây. Tiến chơi bên trái anh em ơi. Rồi. Tên này tỉnh đấy. Lùi về luôn. Tưởng chạy lên trống dí mình chứ. Rồi. Mình đẩy luôn nha. Quả bom này chắc là chết này. Ui. Rồi. Lao thẳng lên đầu xe anh em ạ. À. Bỏ đi đâu. Cố gắng bỏ à. Đây, mình dừng đấy, mình sấy luôn. Chạy à? Hơi giật. Ô, cái gì? Thanh nhân, thích táp người yêu cũ à bạn? Yếu lắm luôn rồi anh em ạ, à. Một đầu hai người luôn. Mình đẩy xuống mới chơi tên này luôn. Thanh niên đứng chống táp bố đời thật. À, một tên đứng ngoài nữa này. Rồi, mày thế. Còn một tên trong nhà anh em ơi. Tên này nãy bị mình sấy yếu mà. Úi. Trên kia. Ủa, khác team à? Nó gạt mất cái mạng mình đốc rồi kìa. Thế là chỗ này hai team rồi. Đây. Để xử lý cái tên tầng 2 nhà này trước đã. À, lùi qua bên chỗ bên phải rồi anh em ơi. Đứng ngay chỗ này đúng không? Cho hết lửa vào. Ôi rồi, nốc luôn rồi.
Chưa kịp cho quả thứ hai thì đốc luôn rồi anh em ạ. Ngon. Còn bọn bên ngoài kia nữa. Nó khác team chắc là nó cũng chả đẩy vào đâu anh em. Rồi. Ô, đang nhìn mình này. À, rồi, bạn đứng đấy thì bạn ăn bom nhá. Không biết bom tới không nhờ. Thừa tới luôn anh em ạ. Chết bạn rồi. Không chết luôn. Trời ơi. Thêm quả nữa xem nào. Quả này mà không chết nữa thì không biết là ông này ông ấy có cái thuật gì. Thuật né bom. Đấy, né làm sao được. Đốc rồi anh em ạ. Khả năng là vẫn có đồng đội ấy, cho nên là mình đứng đấy mình canh. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đồng đội chạy tới cứu đúng không? Nhảy đi đâu, khỉ đột à. Đây, gạt tên hòn đá xong rồi mình đẩy luôn. Đốc 2 rồi anh em ạ, phải công thôi. Rồi, ok. Còn xe bác ghi đây rồi, may mà xe vẫn đang nguyên. Mình nghĩ chắc là team này cùng lắm là còn một thôi anh em ạ. À đây, đây, đây. Đây rồi, đây rồi. Ui. Ui thôi xong. Bị kẹp rồi. Từ từ mấy hai ơi. Thôi, vỡ lốp luôn. Chạy làm sao được nữa. Ok kìa. Trời, mình núp vào rồi mà. Đèn đủ đường luôn anh em ạ. Cái tên kia. Đúng cái lúc mình vừa đi nó hồi sinh xuống hay sao ấy. Mình có nghe tiếng dù đâu ta. Đèn thế nhở. Chung là đen thì làm lại thôi anh em ạ. Đây, một thanh niên ngay trước mặt này. Bạn chết rồi. Đây rồi, có 12-49 luôn. Đấy, có một tên vừa đáp. Úi dồi. Đúng như cái tên anh em mà đảo như Messi vậy. Căng thật. Đây này, một tướng chân chạy qua trái này. Rồi, đốc luôn. Cho quả lửa gạt luôn. Không cho cơ hội cứu luôn anh em. Đây, có tiếng Skaller. Hai tiếng Skaller luôn, bắn ra bên đấy anh em ạ. Đây, để mình lút xong rồi mình qua dần. Ui. À, bên kia. Bên kia vẫn còn. Rồi. Mẹ tưởng nó ra ngoài kia nó bắn nhau hết rồi. Ai ngờ vẫn còn sót lại đến. Đứng kê trong này à. Sợ thật. Toàn nhẫn giả thôi. Này, thêm một tướng chân nữa ngay trái mình rồi này. Rồi, đội mình đã chơi tên này luôn anh em ạ. Đây rồi. Rồi, chạy đi đâu hả bạn? Một ông Việt Nam nữa. À, Bizon. Trận này hay là mình sẽ bắn Bizon đi. Đây, có tướng chân lên này. Ui, hai tên anh em ơi. Ê, chuồn về, chuồn về. Ui dồi ôi, chặn quả lửa này, hết công này. Thêm quả nữa anh em ạ. Đấy, lại bị cái lỗi delay bom. Ê, sao mình mỗi lần combat với lại một team kiểu đông người ấy, mình ghét cái lỗi delay này dã man nhá. Toàn bị chết oan mấy lần đấy. Không biết anh em nào có bị cái lỗi này giống mình không ta. Nhiều lúc thì nó không delay đâu, nhưng mà nhiều lúc thì nó lại bị delay. Mình cũng không hiểu là vì cái lỗi gì, vì cái lý do gì. Mình đang muốn làm sao để hết được cái lỗi này. Anh em nào mà biết thì chỉ mình với nhá. Ôi. Ồ, hai tên luôn à. À. Đây, 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 đây. Không để ý mình này. Úi dồi ôi. Đây rồi. Đừng bắn lén mình à. Bỏ đi đâu. Tên này chết chắc này. Có tên kia nữa. Đây, một tiếng chân ở ngay trước mặt mình rồi anh em ơi. À, bên phải này. Sau chỗ hàng rào. Không biết là gần hay xa ta. Như là gần hay sao ấy nhở. À, xa. Trời ơi. Rồi. Bạn skill nằm mà bạn. Có tên nó lấy á, khủng long nó chạy. Còn một tên nữa. Chắc là cùng team với nhau cả hay sao ấy. Đấy. Tên này đẩy lên này. Đẩy lên hổ báo này. Chạy đi đâu. Úi dồi ôi. Một tí nữa thôi là bị cán rồi anh em ạ. À, nó lại lên rồi. Tưởng nó nhảy xuống nó bắn mình. Ai ngờ nó lại leo lên luôn. Giờ sao. Mình cứ đứng đây đây. Bạn có giỏi bạn dẫm mình cái. Chỗ này làm sao dẫm được. Ui dồi ôi. Mẹ tí chết. Ui mày thế. Có dẫm quả đấy mình hai phát kiểu bị mất máu anh em ạ. Ơ, sao bây giờ khủng long nó fix lại rồi sao ấy nhở. Tại vì có mấy lần mình nhớ là lần trước là nếu mà bị dẫm phát là chết luôn mà. Sao lần này lại bị mất máu nhở. Chắc là do con khủng long này nó bá đạo quá cho nên là nó nép lại rồi sao ấy.
rồi, kia rồi, đang cứu nhau ngay sau hàng rào anh em ạ. Có bom này chết cả hai này. Úi giời ơi, à, tính lên khủng long để chạy hả? Ông này vừa được cứu đang yếu máu. Chạy làm sao được? Nào, còn tên trên này nữa. Đứng trên đấy khó, khá là khó xử lý đấy anh em. Hay là giết luôn đi. Ui rồi hết đạn rồi. Mình giết luôn anh em ạ. Ui. Đây rồi, đứng ở trên. Ui vãi nồi Mbappé nữa à. Messi lại Mbappé, nguyên một team bóng đá anh em. Quá gạt đã. Nhưng mà vẫn đang còn một người nữa anh em ơi. Khả năng là đồng đội chắc là hồi sinh ở trên đỉnh khủng long ấy. Rất là phải cẩn thận với cái tên đứng trên đầu. Ô cái gì ấy? Ơ lại bị bọn nào phía sau lưng bắn qua nữa. Khó chịu thế nhở. Để mình check ở trên đầu trước đó. Ở trên đầu không có ai này. À thế thì còn một tên nữa nó núp chỗ nào trong cái khu này nhở? Gặp mấy thanh niên ngồi núp như này. À kia rồi anh em ơi. Lao ra giữa. Định mở hòm à? Chuẩn luôn rồi, xong bạn rồi. Ngồi đấy mà mở hòm à? Rồi, thấy cái bọn ở trên đồi rồi anh em ạ. À. À, bắn xong lấy xe máy chạy kìa. Ui. Yếu lắm rồi đấy. Ô, nốc luôn này, rồi. Đây. À, đang tính sờ bốc để chạy à? Trời ơi, ui, tên này lấy xe lùi à? À đâu, con xe không mà, vãi nồi thật. Chạy kìa. Rồi, mấy ông nội này khều cho cố vô xong bây giờ cong đít lên mà chạy. Đây, có một tên chân ở dưới nữa anh em ạ. À. Có tên nào lại vừa xuống à? Kìa kìa, đang ngồi kìa. Rồi, xong rồi, ok kìa. Đúng cái lúc thay đạn xong lại núp được. Trời ơi, mù mắt luôn. Không biết là bom xuống được không nhở? Xuống được đấy anh em. Sao cảm giác ném bom nó cứ bị chậm ấy nhở? Quăng bom, rút bom cũng chậm mà quăng bom ra nhiều khi cũng chậm anh em. Mà ping thì ping 20 chứ đâu phải ping cao đâu. Rồi, nốc luôn rồi. Để gạt bọn này, xong rồi mình dí cái bọn ở chỗ bên đồi anh em nhá. À, có tên vừa hồi sinh xuống này. Chạy đi đâu, bạn chạy đi đâu? Phi vào bên trong rồi. Ngoài mép đúng không? À kìa. Ui giời ơi, quả bom cũng đủ giết luôn. Đấy, trong này chúng nó bắn nhau anh em ạ. Để mình dừng đây, mình phi vào đi. Thấy một tên rồi nhá. Ủa, thế còn mỗi tên này thôi á. À đây, thêm một tên nữa. Rồi, leo lên khủng long chạy đâu. Bò kìa. Nhanh phết đấy. Có tên vừa đứng ngay chỗ này, không biết là nó trốn chỗ nào rồi. Không ra thì mình xuống mình gạt đồng đội luôn. Đấy, thế cho nhanh. À, có tiếng xe nữa. Át, sao nó lại chạy à? Tên bên này nó cũng lấy buggy nó chạy hay sao ấy. Ồ, lại thêm một tiếng xe buggy nữa anh em này. Ngay khu nhà phía sau hay sao ấy nhở? Chuẩn rồi. À, thêm một con monster chắc nữa kìa. Sao lại bọn này nó lại dừng ngay nhà đấy luôn nhở? Nhà đấy ao bao rồi mà. Hay nó dừng nó check ta? Để mình xem nào. Đợi nó phi về nhà mình là mình sấy được đấy anh em ạ. À, không đón nhau à? Bắn cái này trước. Ô. Ô. Có mạng luôn anh em này. Hình như là hai team rồi. Hay là thôi mình đi vào bo trước đi. Ui, nó bắn mình à? Bọn này dã man thế nhở? Để xuống lấy con xe đã. Ô. Ngay trên này cũng có người luôn này.
Ui rồi ôi, bị kẹp rồi. À, chạy à? Rồi, chạy đi đâu bạn ơi? Thôi, mình té trước. Ui, trên đồi cũng có người luôn anh em ạ. Nghe có hai tiếng ốp luôn à? Dã man nhờ. Nó lại đang bắn với lại team nào ấy? Để dừng đây xem có bắt được tên nào không. À, thấy rồi nha. Đang nằm một tên ở trên đồi kìa. Hai tên luôn anh em ạ. Ui trời ơi. Bỏ đi đâu. Gạt luôn rồi. Ngon anh em ơi. Mê. Quả sấy 12-49. Có 4 sướng thật. Bắn leng keng như kiểu mình đi đi gõ chuông ấy anh em. Phê thật. Bên kia lại cũng có hai team nữa kìa. À đây rồi, vừa thấy một tên. Bắn cái tên nào chỗ này. Ngồi đấy mà lút đồ. Rồi, lên luôn. Mình cứ cà khịa được tên nào mình gạt luôn anh em ạ. Bò đi đâu bạn ơi. Bò đi đâu. Cố mà bò này. Rồi, chuồn chuồn anh em ơi. Thế thôi, ấm rồi. Mẹ quả bò này bây giờ mới khắm này. Mày không còn xe nữa mới đen chứ. À. Cái tên cưỡi khủng long. Nó vừa chạy lên trên hòn đá kia phải không ta? Bọn này ở đứng góc đấy. Góc đấy nó vẫn đang ngoài bo mà. Đây rồi. Ui. Có một tên nữa. À, chỗ đấy hai tên luôn anh em ạ. Giờ bị lộ vị trí rồi. Định móc bọn này mà không được rồi. Tên kia tỉnh thế. Đứng trên nóc này rồi mà nó vẫn nhìn được anh em ạ. Giờ tìm cách nào để tiếp cận được trong bo ta. Giờ chỉ có chơi bọn này xong rồi mình lấy viền trái mình vào bo nhỉ. Chứ bây giờ bên phải kia thì một team nó thủ nhà rồi. Khó thế. Giờ không còn xe. Mà cái bệ phóng thì bây giờ bo cuối nó không cho dùng nữa anh em ạ. À, đứng lại mà khịa này. Cái tên MK đứng chỗ nào nhỉ? À đây rồi, hòn đá này. Ui. Ngu người rồi. Thôi chết rồi, bo chuẩn bị khép rồi anh em ạ. Tự nhiên khều cái tên này làm cái gì không biết nữa. Thôi anh ơi. Ngoài bo rồi, đi vào bo đi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tên kia cũng chạy ngoài bo kìa. Để mình bắn cái nóc cái tên này đã. Rồi, ngon luôn anh em. Thiếu máu đã, không biết có kịp không ta. À, vẫn kịp, vẫn kịp, vẫn kịp anh em ạ. Ok không? Ủa, hiu máu xong rồi mà tự nhiên nó lại không được nhờ. Đùa. Rồi, tên này cũng chết bò chắc rồi. Chả hiểu sao đứng lại khều mấy cái thằng ngoài bo làm cái gì. Không biết đã chết bò cả lũ thấy chưa. Cuối cùng rồi, mấy cái team trong bo này nó top 1 luôn. Đèn thế.